Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu anh hùng. Ở tập trước thì mình đã làm được một bộ sáp của người sát Iron Man. Và với bộ sáp này thì mình có thể thoải mái bay lượn mà tốc độ bay cũng rất là nhanh nữa. Kèm theo đó là những cái vũ khí tấn công như là liên hoàn bắn ra như những cái rocket nè, phá hủy được block luôn nha. Rồi những cái khẩu súng trang bị trên cơ thể, hoặc là một kỹ năng mà mình vừa tìm được nữa, đó chính là kỹ năng phun một cái chất gì đó đỏ đỏ các bạn ơi. Và cái chất này á, ví dụ nha, chúng bác Stanley đúng không, nó sẽ gây cháy nha. Tại vì bác Stanley rất là khỏe nên mình cũng không có quá lo lắng đâu, tới 50k máu lần mà. Rồi và ngoài ra thì mình còn nhặt được một cái quả trứng của rồng vua nữa. Với quả trứng này thì mình sẽ triệu hồi ra con rồng vua và chuẩn bị cho trận chiến dưới cuối cùng với nó nha. Và trước khi chiến đấu thì mình sẽ làm thêm một vài bộ sáp xuyên hồn. Ở đây thì mình có được một cái nón của Loki từ một con Batman, nên mình quyết định sẽ làm full một set đồ của Loki xem như thế nào. Mình cũng có nhặt được cái phần đâu rồi ta, lần trước mình có nhặt được mấy cái gậy của Loki á. Nè, gậy của Loki nè, mình còn treo lên trên cái cung vật phẩm á. Và bộ sáp của Loki thì phần áo á, chúng ta cần thêm cái Black Claw. Cái này thì mình còn dư ở trên này nè, nên giờ thì ấn theo công thức thôi. Đây, ấn một phát, được luôn cái phần áo của Loki. Kế đến là cái quần đi. Phần quần thì cũng cần Black Claw nữa. Như vậy thì với bộ sáp của Loki thì chủ yếu chúng ta cần Black Claw các bạn ơi, và Gold Asgardian Steel. Để mình làm thêm cái Black Claw cái đã. Công thức là đây, ăn nhanh gì mới đúng. Mình sẽ làm ra khoảng 20 đi, 20 là hơi bị dư rồi đó. Giờ thì mình sẽ làm cái phần quần nè. Cuối cùng là một cái đôi ổn giống Ủa? Cái phần ủng nó cần cái khối sắt đen cơ. Thảo nào mình ấn công thức nhanh nó không có chịu ấy. Rồi giờ thì mình sẽ xuống dưới đây để coi coi còn sắt đen. À đây, còn sắt đen nè. Mình sẽ làm ra khoảng 2 khối sắt đen nhá, để mình còn chế tạo tiếp nữa. Rồi giờ thì đã có sắt đen, chúng ta cùng nhau ấn nhanh theo công thức này để có được cái phần ủng của Loki. Như vậy thì mình đã có được full set đồ của Loki luôn rồi. Tạm thời á thì mình sẽ treo cái set đồ của Iron Man lên trên nhá. Còn đồ Superman á thì mình sẽ máng qua bên đây. Vậy đi, tạm thời là như vậy nhá. Và cái phần nón này chắc sắp tới mình sẽ thay thế bằng một cái nón Iron Man luôn đi, chứ để nón của Watch nhìn nó hơi kỳ kỳ á. Để bây giờ thì mình sẽ mặc cái set đồ của Loki vào, xem coi sức mạnh nó có đáng gờm không cái đã. Và chuẩn bị full set đồ nè. Búp. Phần trán của Loki á có cái hai cái sừng các bạn ơi. Cái này không biết có phải cái sừng không nữa. Ủa nhưng mà nhìn sơ qua là có vẻ rất là ngầu nè. Phía lưng thì có cái phần áo choàng luôn. Ui, được thật sự, mình rất là thích những cái bộ sáp nào mà có áo choàng cơ. Ê nhưng mà bay được không? Ui, mình có cái gậy của Loki nè. À như vậy thì khi mà mặc giáp của Loki thì mình có thể triệu hồi ra một cái vũ khí đặc biệt của Loki, đó chính là cái gậy này. Với cái gậy này thì mình có thể bắn ra một cái luồng sức mạnh gì đó mình cũng chưa rõ nữa. Và không biết cái này có mạnh không ta? Để mình test thử nhé, bác Stanley chịu khó một xíu nha bác. Ui. Bác Stanley biết mình test lên bác, cái bác trốn mất tiêu rồi. Ủa biết có bay được không? Ủa có bay được không vậy? Bay lên. Ủa? À được, bay được các bạn ơi. Loki vẫn có thể bay được nha, nhưng mà nó hơi khó bay một xíu. Rồi giờ thì mình sẽ ra ngoài này và tìm một cái con quái vật nào đó để mình test sức mạnh coi. Ui, con Ripper nó sẵn sàng hy sinh cho đồng đội nó kìa. Được, tinh thần đồng đội cao đấy, nhưng mà rất tiếc. Gậy của Loki. Wow, bắn một lần gần 50 máu các bạn ơi. Ui, gậy mạnh thiệt sự. Nhưng mà hơi khó canh chúng một xíu, tại vì nó sẽ bị drop á các bạn ơi. Và tầm tấn công nó cũng không được xa nữa. Nó từ đây tới đó mà mình tấn công không tới. Ê, tới. Ui, được quá chứ. Rồi, kỹ năng đặc biệt của Loki thử xem. Ui, nó tới hai kỹ năng là các bạn ơi. Bình thường á, khi có gậy thì mình có thể sử dụng gậy để tấn công. Mà nếu mà quên gậy ở nhà thì cũng không sao, mình vẫn có thể tấn công bằng chính pháp lực của mình ấy.
Đây mình sẽ tấn công ra phía trước giống như vậy nè. Nhưng mà có vẻ pháp lực của mình nó yếu hơn sức mạnh của cây gậy ấy. Mỗi lần thì chỉ được khoảng 30 máu thôi. Nhưng mà nói chung thì khá là ổn. Với bộ sáp Loki này thì mình có thể tấn công tầm xa rất là tốt luôn á. Và để hiểu rõ hơn về sức mạnh thì mình sẽ test thử bằng cách ta qua tới giới kiến kiến máy móc ra chưa? Chưa ra nữa. Bây giờ mình đợi cái buổi trời nó vẫn chưa ra nữa. Để mình đợi thêm xíu nữa coi coi nó có chịu ra không nhá. Mình đã qua thế giới kiến rồi các bạn ơi. Và ngoài ra thì mình phát hiện với bộ giáp của Loki thì mình còn thêm một khả năng nữa. Đó chính là dịch chuyển tức thời coi. Đây mình sẽ dịch chuyển tức thời. Đó. Cái này nó gì chưa? Để lấy cái điểm nào để dễ dàng nhận biết ta. Mình sẽ dịch chuyển lại cái con đó nha. Dịch chuyển tức thời. Đó. Ui Loki xịn thiệt. Bộ giáp Loki xịn thiệt. Có rất là nhiều kỹ năng luôn các bạn ơi. Cái này thì mình chỉ cần đứng yên tại chỗ thôi mà sử dụng kỹ năng dịch chuyển á, vẫn có thể đi khám phá được thoải mái luôn á. Đây 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 đây, đằng này mình có con, thấy con Name nè. Đã thử sức mạnh của Loki. Ui nhưng mà có vẻ nó không xin nhê con này cho lắm. Hai con này nó mạnh quá các bạn ơi, nó tới 500 máu lần á. Ui nhưng mà quýnh một phát. Ui quýnh một phát. Ui cái này đánh thường vẫn được các bạn ơi, không chỉ sử dụng pháp thuật mà cái này còn có thể đánh thường được, giống như một cái món vũ khí vậy đó. À được thiệt sự. Dám chống hả? Dám chống, mình sẽ kết hợp luôn. Vừa dùng pháp thuật vừa đánh cận chiến giống như vậy để có thể phát huy tối đa sức mạnh. Ui nó đẩy lùi mình, nhưng mà không sao. Mình sẽ tiếp tục sử dụng pháp thuật. Ui căng kẹo đấy. Còn Nightmare nè, mình sẽ sử dụng pháp thuật và kết liễu Nightmare. Ngẫm đi. Ngẫm nè. Ui còn 16 máu. Tính ra con Nightmare khá là khỏe các bạn ơi. Mình đánh cả buổi trời mới kết liễu được con Nightmare ấy. Ui căng thật sự luôn á. Như vậy thì với bộ sáp Loki này thì mình đánh giá cũng khá là cao á. Vừa có thể bay lượn nè, vừa có thể cấu rẻ và kèm theo khả năng dịch chuyển tức thời nữa. Khá là xịn sò con bò luôn. Nên chắc bây giờ thì mình sẽ tạm thời trở về nhà rồi tiếp tục công việc chế tạo thêm một vài bộ sáp sinh tồn khác nha. Hôm nay thì mình chỉ tìm được có mười mấy cái khối Rama thôi các bạn ơi. Và hôm nay mình quyết định rồi sẽ cố gắng tìm thiệt là nhiều khối Rama nhất có thể để mang về và chế tạo giáp xuyên hùng nha. Và để đào những cái đó dễ hơn á. Hay mình nghĩ mình nên có những cái giấc mơ của người đào mỏ mà trong cái rương mình thì còn một cái giấc mơ của người đào mỏ nè. Với một ít xương rồng đúng không? Hôm nay trời lớn luôn, xài hết số xương rồng này với số redstone của mình. Ý nhưng mà như redstone mình hết thì sao rồi? Để mình xuống đây mình kiểm tra thử coi, hình như... Ui chết không? Hết redstone rồi, toan rồi. Ok, để bây giờ thì mình sẽ mặc giáp xuyên hồn vào và sau đó đi đào redstone cũng như là tìm thêm những cái khói nhiễm phóng xạ nhá. Nhưng mà redstone thì khá là dễ tại vì trong mấy cái đường đào cũ của mình hình như mình chưa có khai thác hết redstone nè. Nó còn khá là nhiều luôn. Và cúp của mình thì có tới gia tài 5 lận. Nên việc tìm redstone cũng không quá khó khăn đâu. Để bây giờ mình sẽ khai thác hết số redstone này, rồi sau đó tiếp tục với công việc chế tạo giấc mơ người đào mỏ nhá. Và mình đã có được 16 cái khối redstone. Bây giờ thì mình sẽ cho vào bàn chế tạo đặt theo công thức giống như vậy, để tạo ra được 6 cái giấc mơ người đào mỏ. Còn vẫn còn xương rồng và cái redstone á. Nên trong lúc tìm những cái khối nhiễm bóng xạ thì mình sẽ đào thêm redstone sau nhá. Giờ thì lên đường tìm thôi nào. Và sau khi mình để thì những cái khối nhiễm bóng xạ nó không nhất định là ở những tầng thấp đâu các bạn ơi, mà chúng ta còn có thể tìm ở trong những cái hang cơ. Mình thấy trong hang nhiều khi lại dễ gặp hơn á. Để bây giờ mình sẽ test thử nhá, vào những cái hang sau rồi đi tìm những cái khối nhiễm bóng xạ thôi. Hiện tại thì mình đang ở trong một cái hang ở tầng thứ 18 nè. Giờ mình sẽ thử dùng một cái Miner Cream giống như vậy và coi có gặp được cái khối nhiễm phóng xạ nào không nhá. Ở đây nè. Cái đầu tiên gặp được luôn và mình có được 20 rồi. 20 thì có vẻ hơi ít đó nha. Để mình phải tìm thêm mới được. Có nên dùng tiếp không ta? Nếu như vậy thì sẽ rất là tốn Miner Cream, nhưng mà thôi kệ đi, phải hy sinh thì mới có thể mang được về những cái khói nhiễm phóng xạ chứ. Và có vẻ ở tầng 18 này tỷ lệ gặp nó cũng khá là cao nè. Hai cái mà tìm được ba cái Miner Cream là tới cũng ok rồi. Dùng thêm một lần nữa xem. Và cái này thì có nhiễm phóng xạ màu xanh nước biển rồi. Loại màu xanh nước biển này thì mình có thể làm được giáp xuyên hùng Beast á. Mà ở trên nhà thì mình có được phần nón với phần áo rồi hay sao ấy. Để tí cho mình kiểm tra lại thêm một lần nữa. Ơ nhưng mà sao lớn rồi mà cứ thích đi cửa gà hoài vậy hả Zombie?
nói lần trước rồi mà lần này vẫn tiếp tục cưỡi gà. Lớn rồi cưỡi con gà nhìn tội cho con gà luôn á. Đây có cái rương. À mà khoan, cái này không phải cái rương bình thường nữa các bạn à. Các bạn có để ý cái phần máu không? Nó có máu, rương mà làm gì có máu đúng không? Lừa ai vậy? Biết ngay mà, biết ngay mà. Lừa ai vậy? Lừa ai vậy? Định lừa ai vậy hả? Hả? Dám lừa mình. Ui, ở đây có nữa nè. Đào luôn, được 23 rồi. Wow, cũng ok lắm á. Coi coi bên hang này còn không. Tại vì nhiều khi trong hang này lại có các bạn ơi, nên cứ lục kỹ trong mấy cái hang mới được, không được bỏ sót nha. Later. Như vậy thì mình đã dùng hết cái số Mind Cream mà mình vừa chế tạo xong rồi các bạn ơi. Và thành quả thu được thì mình cũng được thêm khá khá cái số Grammar Block á. Để bây giờ mình sẽ đem toàn bộ số này về để chế tạo nhá. Ở đây còn một vài cái màu xanh nước biển nè. Nãy giờ mình quên kiểm tra mấy cái khối màu xanh nước biển nữa. Chắc mình bỏ sót nhiều lắm luôn ý. Chỉ tập trung vào việc tìm mấy cái khối gamma màu xanh lá cây thôi. Coi coi. Đây 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 đây, đúng rồi. Vậy là nãy giờ mình bỏ sót mấy cối màu xanh nước biển á, để giờ mình sẽ quay trở lại và kiểm tra là kỹ nhá. Ui đã vậy còn bỏ sót nữa nè. Nó tít ở trên đây là các bạn ơi, vậy là được 35 khối rồi. Chiếc này thì về chế tạo thoải mái luôn rồi á. Ok, giờ thì chắc mình sẽ trở về để tiếp tục với công việc chế tạo giáp siêu nụm thôi. Đầu tiên á, thì mình cần phải làm cho mình một cái Rama Containment Unit này. Với cái này á, thì mình cần phải có một cái màn hình máy tính trước cái đã. Và công thức của cái màn hình thì hình như mình còn thiếu sắt đen. Đúng rồi, mình còn thiếu sắt đen các bạn ơi. Có sắt đen nhá. Giờ thì đã có thể ấn nhanh chưa? Ấn một phát, được cái màn hình rồi nè. Kế đến thì mình cần phải có hai khối Emerald. Ở đây có hai khối luôn. Và cần gì nữa nào? Hai cái hai tech electronic hả? Hai tech electronic mình cũng có đây và bàn chế tạo thì mình cũng có luôn rồi. Và khối nhiễm phóng xạ nữa. Quan trọng nhất là khối nhiễm phóng xạ ấy. Và cái này thì để đảm bảo tính mạng của mình thì chế tạo trong cái ba lô đi cho nó đỡ mất máu nhá. Cái này lên đây nè, hai cái hai tech electronic và cuối cùng là một cái màn hình. Đó, được một cái Rama Containment Unit rồi nè. Mình sẽ đặt nó ngay ở cái góc này. Vậy là cái máy tính này phải dời qua góc trái xíu rồi, nhìn cho nó đẹp nhá. Đây, dời qua đây. Nó vậy là vừa khít luôn nè. Giờ thì mình sẽ kích hoạt máy tính của chế tạo hút lên cái. Và với cái máy tính này thì mình có thể làm được một bộ sáp của hút luôn. Và bộ sáp của hút thì trước tiên mình cần phải có một cái bộ sáp Emerald đó. Và thêm thuốc nữa ta. Thuốc này thuốc tốc độ, sức mạnh. Vậy là mình cần hai loại thuốc tốc độ sức mạnh để mình lên trên mình chế tạo trước thuốc cái đã, tại vì thuốc nó chế tạo rất là lâu luôn các bạn ơi. A few moments later. Hiện tại thì mình đang đợi cho cái thuốc sức mạnh cũng như là thuốc tốc độ nó tăng lên cấp 2 các bạn ơi, bằng cách cho bột đá phát sáng vào á. Giờ thì một xíu nữa thôi và chuẩn bị thuốc sức mạnh cấp 2 và thuốc tốc độ cấp 2 luôn. Giờ thì mình đã có thể bắt đầu công việc chế tạo rồi. Đầu tiên là cái phần nón nè. Ê, nhưng mà hình như trong bàn chế tạo này nó không cho ấn nhanh thì phải á. Không cho nhanh thì mình sẽ lấy cái này xuống rồi sau đó đặt vô đây liền. Đêm thôi mất máu dữ dội lắm á. Cho cái nón vô nè. Phần nón thì dễ làm rồi, chỉ cần cho những cái rama xung quanh. Giờ tới phần áo mới mới khó nè. Mình phải cho thêm một cái thuốc sức mạnh ở dưới và cái áo emerald phía trên. Giống như vậy. Kế đến là một cái phần quần, cần có lọ thuốc tốc độ ở phía dưới và cái quần ở phía trên. Cuối cùng là cái đai ổn được bao bọc bằng những cái khối rama giống như vậy. Đó, vậy là mình đã chế tạo full một set đồ của khổng lồ xanh hút rồi. Giờ tôi sẽ cắt lại những khối thừa bên trong. Và không chần chờ gì nữa, mình sẽ tạm thời treo cái set đồ của chị Đại vô cái giá treo đồ nha. Và bắt đầu trang bị sáp của hút vào thôi. Bộ sáp khổng lồ xanh này thì có thể nói giúp mình ha, có sức chống chịu rất là tốt luôn. Đội cái nón vô trước nè. Mặt mình đã xanh mét rồi các bạn ơi, giờ tới phần áo. Đó, mặc áo này vô là nhìn cơ thể sáu múi liền, thêm cái phần quần nè, cuối cùng là một cái đội ổn giống như vậy. Đó, giờ thì mình đã có được sức mạnh của hút rồi nè. Đầu tiên thì phải nhắc đến đó chính là sức mạnh cơ bắp. Thứ hai đó chính là sức mạnh tốc độ. Và thứ ba là sức mạnh hồi phục á. Và để hiểu rõ hơn về sức mạnh thì mình sẽ thử coi. Hình như giáp của hút, mình nhảy rất là cao luôn.
giúp hút á, mình có khả năng nhảy cũng rất là cao các bạn ơi. Lên trên này nè, biểu diễn cho nó dễ. Nhảy rất là cao nè. Coi coi còn kỹ năng nào khác không đó. Đây là kỹ năng mình thích nhất ở hút á, đó chính là kỹ năng nhảy một phát xa, một rất là xa luôn. Nhảy cao chứ kìa. Đó. Cái này nó không thua gì bay đâu các bạn ơi. Bay thì mình có thể lượn ở trên không đúng không? Mà cái này á thì mình cũng có thể nhảy xa giống như lượn vậy á. Nó tốc độ thì nhiều khi lại nhanh hơn bay cơ. Mình thấy tốc độ này là nó nhanh hơn bay nhiều. Bay đâu có đạt được tới tốc độ này đâu. cũng khá là tốt đó nha. Nói chung thì giáp hút thì mình có thể sử dụng vào việc khám phá cũng được, chiến đấu cũng như là hồi phục cũng rất là tốt nữa. Và không chần chờ gì nữa, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cái trận chiến cuối cùng thôi, bằng cách triệu hồi ra cái con rồng đờ khiên này á. Nhưng mà có đồ mình đang bừa bộn quá, để mình dọn dẹp đồ lại cái đã, rồi chúng ta sẽ bắt đầu trận chiến này nhá. Và hiện tại thì trong cái căn cứ của mình có rất là nhiều những cái set đồ siêu hùng luôn. Nhưng mà mình sẽ ưu tiên những set đồ siêu hùng nào có khả năng bay lượn để có thể chiến đấu nhá. Chứ như set đồ của Batman đi, không có khả năng bay lượn thì mình sẽ không thể nào đuổi kịp được con rồng đâu. Nên mình sẽ chọn set đồ của chị Đại là đầu tiên nè. Để mình có thể kiểu như là gượt theo con rồng. Thứ hai là set đồ của Thor, vì khi cầm búa của Thor thì chúng ta vẫn có thể bay lượn được. Rồi cái đến là Loki đi, tại vì Loki cũng có thể bay được đó nha. Kèm theo đó là Superman, một siêu anh hùng có thể nói là rất là mạnh luôn. Và tiếp theo nữa đó chính là bộ giáp của Iron Man. Và bộ giáp Iron Man thì mình sẽ test cuối cùng, bởi vì mình muốn đứt tay Iron Man cầm cái găng tay vô cực và búng một phát cho con rồng này bốc hơi luôn á. Rồi và Green Lantern thì không có bay lượt nên mình cũng sẽ không có mang theo nhá. Cũng như là một set đồ của Mozilla đi, để mình thử xem set đồ Mozilla có chống chịu được sức tấn công của con rồng The King này không. Giờ thì mình sẽ trở lên trên nè. Bắt đầu trận chiến này ở đâu vậy ta? Để mình test coi, ngoài kỹ năng nhảy xa đó thì Hút còn có một kỹ năng nữa, đó chính là phá hủy block lắp ở phía dưới chân các bạn ơi. Kiểu như mình nhảy lên cao đúng không, sau đó mình sẽ dọng xuống giống như vậy nè, nó sẽ làm phá hủy block. Ui, còn có kỹ năng gì hình như chấn động hay sao ấy, các bạn có nghe rõ không? Đó, nó tạo ra cái rung động vậy các bạn ơi, nghe tiếng rất là lớn luôn. Ôi, vậy là hút á thì sẽ có 3 kỹ năng nha. Thứ nhất là nhảy xa nè, thứ hai là dậm một phát lỡ đất, và thứ ba là tạo ra một tiếng động gì đó, không biết có gây đam được không nữa. Để mình test thử coi. Gây đam được nè. À không, chỉ đẩy lùi thôi chứ không có gây đam các bạn ơi. Chỉ đẩy lùi thôi à, chứ không có gây đam nhá. Ấy nhưng mà chết rồi, con kiến robot của mình nó lọt xuống nước rồi. Ok đi, chắc nó cũng không xa đâu, kiếm máy móc mà. Giờ tôi sẽ nhảy một lèo lên trên cái đỉnh núi đó nha. Nhảy lên nè. Ôi nhưng mà nhảy không tới rồi. Nhảy lại nè. 2000 years later. Ủa hé, giờ qua đây mình mới nhớ mình có cái lồng kính này nè. Hay là mình sẽ triệu hồi cái con rồng đờ kiên này trong cái lồng kính để dễ dàng hé, sời nó hơn các bạn ơi. Chuyện này là người nghĩ chạy với ta. Rồi giờ thì mình sẽ vô trong nè. Và sau đó thì mình sẽ nhảy xuống cái lỗ này để có thể triệu hồi con rồng đờ kiên. Ui nhưng mà trong này còn nhiều rác quá. Thôi kệ đi, không sao đâu. Và coi nào, mình sẽ triệu hồi nó ngay lập tức, ngay tại vị trí này. Ê mà ăn trái táo đi, sẵn đó cho no bụng luôn á. Rồi có sức đề kháng tốt hơn. Và triệu hồi The King xuất hiện. Chiến đấu thôi, nó 7000 máu các bạn ơi. À liên thai liên thiên hả. Ê. Ui. Ui gì kìa. Ủa trời ơi, con này nó bay xuyên block à. Vậy là vô tích sự với nó rồi, cái lồng kính không có suy nghĩ nó rồi. Ui trời ơi, trời nó chui vô ngọn núi luôn rồi. Vậy chơi vậy sao chơi. Chơi kỳ vậy. À đây nó bay qua tới bên đây rồi. The King. Ui. The King hả? Nó cạp cát mà chết queo luôn rồi. Như vậy thì set đồ của Hút không có xi nhê với cái con rồng này.
Con rồng này phải còn một set đồ sinh tồn mạnh hơn các bạn ơi. Nếu hốt chịu không nổi thì thử 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 thoa coi, thử thoa xem như thế nào nhá. Set đồ có hốt. Ui, xít nữa thì tiền gãy chân rồi. Có hốt thì mình sẽ treo lên đây nhá, rồi mình sẽ mặc set đồ của Thor xem như thế nào nhá. Hy vọng là set đồ của Thor sẽ có thể chống chịu lại cái tên của cái con rồng khốn kiếp đó. Để dòi con rồng, để dòi này thì rồng nè. Ui, nhưng mà nó để lừa mình hơi xa thì phải. Rồng hả? Rồng đờ khiên với chúng tôi, đờ khiên. Ý, sét đánh không xi nhê nó rồi chết không. Sức mạnh của mình là nhờ cái em tia sét mà nó không xi nhê rồi. Ôi, có vẻ trận chiến này khá là căng não đây. Thôi vẫn không chịu nổi các bạn ơi, tại vì một hit của nó là đi đứt một siêu thùng nè. Ui ấy chết rồi, nó tới ngoài làng mình rồi. Không được, phải đổi giáp sinh hồn liền. Nếu Thor không được thì Loki thì sao? Loki sử dụng pháp thuật nè, dám chống chống hả? Mình sẽ bay lên kia và xử nó, dám tấn công cái ngôi làng của mình. Con này liều thiệt á. Rồi, và Loki thì hơi khó bay một xíu, mình phải điều khiển lần hai tay mới được. Nhưng mà ok, Loki chỉ đụng được nó là chết queo luôn rồi. Ui, ba sinh hồn đều không chịu nổi cái con rồng này. Vậy thì chị Đại thì sao? Mình thấy chị Đại khá là khỏe nè. Mình nghĩ chị Đại có thể đánh được con rồng này. Giờ tôi bay qua và chọn thôi. Con rồng khủng khiếp. Con rồng khủng khiếp này. Ui ui. À, dám quýnh mình hả? Chị Đại mạnh như vậy mà vẫn chết luôn. Oh my god. Chị Đại chị không nổi vậy thì anh Đại thì sao? Để mình đeo cái ba lô này vô cái các bạn ơi. Rồi, và anh Đại nào? Con rồng không kiếp đâu rồi? Đây, đây rồi, con rồng không kiếp đây rồi. Rồng không kiếp. Nãy giờ dám đánh gục biết bao nhiêu sinh hồn rồi. Ui, quấn mình văng dính vết rồi. Nãy giờ mình chưa đánh được một miếng máu nào luôn, tại vì sức tấn công nó quá là mạnh các bạn ơi. Một hit là kết liễu được một sinh hồn mà. Ui, đúng là con rồng vua có khác. Nó đang tàn phá cái địa hình xung quanh nhà mình. Ai cho ngươi làm vậy hả? Ôi trời. Không sự. Thôi xong rồi. Tất cả cái siêu hồn mà mình nghĩ là mạnh nhất đều bị cái con rồng này đánh bại hết rồi các bạn ơi. Không một siêu hồn nào có thể đánh mất. À không, lúc đầu thì mình đánh ra được một hit thì phải á. Không một siêu hồn nào có thể khiêu vô người nó được luôn ý. Nó mạnh thực sự luôn. Mình đeo cái ba lô này vô cái đã. Chắc chỉ có người sắt mới kết thúc được cái trận chiến này thôi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ trang bị vào bộ giáp của người sắt nha, và sử dụng cái găng tay vô cực như cách mà Tony Stark từng làm để kích liễu cái con rồng này. Ui, nhưng mà bây giờ lại hết năng lượng rồi. À, đây, đường nạp rồi. Con rồng cũng kiếp. Ui, hiệp 1 mình vẫn bị đánh bại các bạn ơi. Nhưng mà mình sẽ không từ bỏ. Con rồng cũng kiếp. Nãy mình đã kẹo nó được một miếng máu rồi. Ui, con rồng cũng kiếp không. Chết rồi, nó tìm tới nhà mình rồi. Con rồng cũng kiếp. Gặp cái kia. Cái gì? Không xi nhê các bạn ơi. Tiếp tục bắn năng lượng. Xài hết pin với người thì thôi đấy. Ủa chết hết pin. Đợi xíu. Nạp năng lượng lẻ. Nạp năng lượng đi. No. À đây có năng lượng rồi. Con rồng cũng kiếp. Mặc dù đã sở hữu găng tay vô cực nhưng mà mình vẫn không thể nào đánh bại được con rồng này các bạn ơi. Chết rồi, nó phá hủy cái giường mình luôn rồi. No, ngôi làng của mình. Con rồng. Ui, nó còn 4 ca máu thôi. Con rồng khốn kiếp kia. Nó còn 2 ca máu cuối cùng các bạn ơi. Một hit nữa. Thêm một hit cuối cùng. Người chuẩn bị trả giá đi con rồng khốn kiếp. Kết liễu.
Giận không được. Anh chế tao giận cho đỡ giận nè. Bình tĩnh lại. Và mình có thể cách liễu nó bằng một hit cuối. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc nha. Cái con gồm khốn kiếp kia, ngôi nhà của mình, ngôi làng, chỗ của bạn gái có sao không? Ui may quá, chỗ bạn gái mình đi phần nửa thôi các bạn ơi. Ô con gồm kia, tôi đã cướp đi ngôi làng của mình, cái nhà của mình các bạn ơi. Ủa nó rơi ra thêm cái trứng nữa nè. Thôi tôi không đánh tới đâu, đánh con còn mà gần nát hết ngôi làng rồi, đánh thêm con nữa chắc nghe hư thế giới luôn quá. Thiệt tình luôn á. Còn cái gì xịn xịn mình nhặt được không? Nó đã lấy đi ngôi nhà rồi. Nhìn giữ bao ngày chỉ có con gồng thôi, nó làm phát bột nát luôn ngôi làng rồi. Nhưng mà không sao, không sao hết, không sao hết. Tại vì căn cứ của mình là ở dưới này mà. Còn bạn gái của mình vẫn còn đây nè. Mình biết chắc thế nào á, con gồng cũng phá hoại, nên mình đã đưa con bạn gái mình xuống dưới này để lánh nạn rồi. Nên giờ thì con bạn gái của mình vẫn còn đầy đủ máu các bạn ơi. Con Creeper này đi ra chỗ khác. Nhà mình đó bây giờ đã tan hoang rồi, giờ còn dám đứng trong căn cứ của mình nữa hả? Ê, nhưng mà mình sẽ coi coi ở trên này còn cái gì ta, cái tơ không nhờ. Mình nhớ còn một vài cái tơ á. Mình định làm set đồ của Spider-Man nhưng mà hình như mình mất hết tơ rồi. Nhưng mà giờ nhìn lại ngôi làng với cái nhà mình thấy tiếc sao ấy. Tự nhiên vì một con rồng mà cái mình mất hết cái ngôi nhà luôn rồi. Buồn thật sự các bạn ơi. Và như thường lệ thì Tony Stark đã kết thúc cái trận chiến cuối cùng này và đánh bại được con rồng mạnh nhất rồi. Ý và nó sẽ rơi ra cho mình một cái cây kiếm nè. Hình như đây là cây kiếm Royal, cây kiếm hoàng gia các bạn ơi. Và cây kiếm này thì hình như là mạnh nhất game rồi, 750 dam á. Và cái này, cái quần của ai đây? Quần của Iron Man. Ui và cái áo Batman gì ngộ vậy? Ui Batman áo này hình như có cánh luôn nè. Wow, áo Batman có cánh dời luôn, xịn sò thiệt sự. Coi coi có dùng kỹ năng bay lượn được không? Nhưng mà áo này không có kích hoạt kỹ năng được các bạn ơi, hình như phải mặc full set đồ nó mới kích hoạt được kỹ năng hay sao á. Nhưng mà thôi, tạm thời thì chúng ta đã cùng nhau trải qua được rất là nhiều thăng trầm khi đã chế tạo được rất là nhiều những cái set đồ xuyên hồn luôn. Mà đại khái thì mình đang trưng bày nó ở phía dưới cái căn cứ bí mật này. Giờ thì nhìn nó hơi tan hoang một xíu thôi, chứ thật ra phía dưới mình vẫn còn đẹp lắm các bạn ơi. Đây là những set đồ mà mình đã từng chế tạo nè. Giờ thì mình sẽ treo nó lên lại đi để nhìn cho nó đẹp đẹp một xíu nha. Của Thor nè, rồi của Superman. Ở trên này là của người sắt nè. Rồi của ai nữa ta? À của chị Đại. Không thể thiếu đấy là chị Đại các bạn ơi. Màu xin hồng mình thấy nhầm rồi, treo qua đây mới đúng. Đó, vậy là nhưng mà những cái set đồ này á thì nó vẫn không có nhầm nhò gì so với sức mạnh của cái con rồng vua đó các bạn ơi. Mình phải hy sinh rất là nhiều lần và sử dụng găng tay vô cực rất là nhiều lần thì mới có thể đánh bại được con rồng vua đó. Nhưng mà cuối cùng thì cũng hoàn thành cái nhiệm vụ đánh bại đó rồi. Và ngoài ra thì mình còn sưu tầm được ba cái mô hình đồ chơi cực kỳ đẹp luôn á. Ngoài ra còn có thể mặc vào và biến hình nữa cơ. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt cái chặng đường vừa qua. Và sau chiến cấp phá lần này, mình vẫn còn một người bạn gái nè. Nhưng mà mình đã mất đi hai cô rồi, tại vì mình không có đủ sức để bảo vệ á. Và ngôi làng thì mình cũng không có bảo vệ được luôn vì sức tàn phá quá là khủng khiếp của con rồng á. Nhưng mà sau những cái thất bại đó thì mình sẽ trưởng thành hơn và có thêm nhiều kinh nghiệm để những lần sau thì mình có thể dễ dàng đánh bại nó hơn nhá. Rồi và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này và hẹn gặp lại các bạn ở những cái series tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.